Sau 2 tháng chính thức khởi động, SCCB Marketing Design Challenge Việt Nam 2021, cuộc thi thiết kế bao bì được tổ chức bởi SCCB, nơi các tài năng trẻ được tự do thể hiện sức sáng tạo và cống hiến cho ngành bao bì, đã bước vào vòng thi gây cấn nhất. Hãy cùng nhìn lại hành trình vươn tầm sáng tạo. Khởi động từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, cuộc thi đã mang đến một sân chơi thú vị cho các tài năng trẻ và thu hút 188 thí sinh đến từ 16 trường đại học trên toàn quốc tranh tài theo nhóm. Với 87 ý tưởng xuất sắc, trong gần 3 tháng để tìm ra 9 đội nổi bật nhất trong 3 hạng mục thiết kế bao bì cho mục đích khuyến mãi và quảng cáo. Thiết kế bao bì cho mục đích vận chuyển. Thiết kế bao bì thân thiện với môi trường. Đến với chặng cuối của cuộc thi thiết kế bao bì SCCB 2021 năm nay, 9 đội thi sẽ so tài trong phần thuyết trình của vòng chung kết để thuyết phục ban giám khảo về ý tưởng sáng tạo của mình. Và đội nào sẽ giành chiến thắng trong vòng chung kết cuộc thi thiết kế bao bì năm 2021 với tổng giải thưởng lên đến 120 triệu đồng. Cùng đón xem đội nào sẽ được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi thiết kế bao bì SCCB Marketing Design Challenge Việt Nam 2021.